con bạn nói á với mẹ, mẹ xin lại heo đó đó. Ý con lụm lên cái gì kìa, hôm nay nhảy vô thùng rác đi con, nhảy vô thùng rác đi con. Ủa đó đang kể chuyện gì vậy? Em buồn nha. Rồi có chị đầu hàng mấy bạn nè. Ngon quá chị hết rồi. Tại vì đang ở trên YouTuber quá chị. Cảm ơn nghe. Trời, tôi sợ nhất là cái vụ mà xin bọc tôi sợ quá. Gầu quá, bây giờ tôi đang tính cái bọc như sao. Tôi tìm cái bọc nào rẻ tôi bán, tôi đi mua về tôi bán, tôi cho người cả chục cái bọc coi. Mua bọc trắng rẻ quá thì bọc trắng rẻ. Không biết cái bọc trắng quay được. Bọc trắng quay có kìa mà tao không chịu lấy. Nếu như vậy thì mình bán bọc một được không chị? Bọc một á. Bọc một là gì? Một bịch. Đó là bán gì mình mới chết. Mình bán như vậy mình mới chết đó. Cho nên mình bán ra đây mình chủ yếu nè. Giống như một bọc gì phải không em, biết mình nói gì phải không? Bán gì mình mới chết á. Em tưởng cái bọc nhỏ rẻ hơn. Bọc nhỏ rẻ hơn. Bọc nhỏ nó cũng có số lượng ký đó, và càng bọc lớn nó cũng có số lượng ký đó. Mẹ nó cũng góp gì? Góp miếng duyên đó con. Mẹ cũng góp gì mẹ? Chứ mẹ không lụm lên đi, mẹ kêu con lụm. Đó. Con lụm cho mẹ nè, rồi gắn vô. Gắn luôn cái nghiệp của mẹ. Ba phần con ý ơi, ý mẹ lại con ý thôi. Đó mọi người biết á. Thật sự rất là khó khăn. Bởi vì đang gầu ghê không biết làm sao. Cái mua một phần. Ủa bà lão đi với ai vậy? Má già em á. Ở bên quận 9 hâm mộ chị lắm á, cho nên má già qua đây mua bánh tráng chị ăn. Ở bên quận 9 á. Để ưu tiên cho bà lớn tuổi rồi, bà mua mấy phần? Ở bên quận 9 qua tới đây không xa, nhưng lý do đi lâu là tại vì hai má con để dành tiền mua bánh tráng ăn đi bộ qua. Đi từ hồi trưa giờ muốn qua tới. Trời ơi là trời, thiệt không, nó giỡn hoài. Thiệt đó, má già coi chị trên tivi hâm mộ chị lắm. Vậy hả? Ưu tiên cho má già nha. Rồi ok, để ưu tiên cho. Bà lão lên đây con đưa cho bà lão trước rồi, bà lão ngồi ăn nè. Hả? Ngồi chơi chút mẹ. À bà không thích mua liền. Rồi có bé cuối cùng ngồi chơi, ngồi lên đây ngồi gần chị nè, cho chơi. Vậy là kêu bà lên đây ngồi. Rồi bây giờ chắc bà đó sứa rồi. Ba phần chắc có vài lon rồi phải không? Ai chị mẹ bên nước ngoài nói chừng nào có về Việt Nam ghé chị chơi. Ừ, cái nào có gì năm sau về hả? Sao vậy? Bên nước ngoài sao về năm sau về luôn hả? Chào mọi người, đi các em dịch đấy, thi dịch á, lâu mới về được ngoài về Việt Nam mà. Ủa giờ tôi biết rồi, nhưng mà nghe nói là tới năm sau về, năm sau là mới cho bay hả? Bây giờ về vẫn được nhưng mà cách ly chứ không phải không cho về. À cách ly tại chỗ. À dạ. Dạ tất cả khán giả gì mà Việt Nam ổn rồi phải không? Có chết mẹ con dao. Ồ bà gầy dạ. Con mà không nói mà nó đặt tên. Nhưng ý đạp chứ mày. Còn như ngồi xếp hàng. Đây ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Trời ơi. Gắn cho mẹ nè. Trời ơi, bệnh gió nhưng mà đi là đi. Đi bộ thiệt luôn hả? Đi bộ luôn, đi tự. Ở đâu? Có ở đâu đi bộ dữ vậy? Đi xe ông đã. Đó chưa? Nghe bà này chơi trò chơi đặt mìn. Mới chơi trò chơi đặt mìn đó. Bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. Ho còn khỏe là được rồi. Coi thấy hâm mộ cô đi qua đây mua hâm mộ gì có gì đâu, tại bà lớn tuổi bà thấy con nha nhỏ bà thương vậy thôi chứ hâm mộ gì, con đâu có cái gì đâu mà hâm mộ con. Thấy cô đẹp không? Vâng Minh Tráng ngon. Má em nói là cái miệng chị nói chuyện có gì thôi. Vậy hả? Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. Rồi ba bây giờ bà mẹ đi với ai, có hai người hả? Cháu hả? Đi tung tăng qua đây hả? Đây con gái. Ghét quá vậy trời, đi từ xa xưa. Ôi trời mưa trời gió cũng đi luôn. Ôi ôi vậy là bà cũng khỏe lắm đó, sức khỏe bà dồi dào đó. Đi qua khoảng 10 cái cầu nó tán chậu chị á. Không sao đâu, kệ cố gắng sống thêm 20-30 năm nữa ok rồi ha. Không sống nổi, yên tâm đi. Còn đi đứng được, còn mạnh giỏi là bà sống nổi. Cố gắng niệm Phật là được rồi.
Niệm Phật là được Phật hộ à. Không ít nhiều gì mình cũng được may mắn. Mà mình niệm Phật không phải riêng mình đâu, mình cho con cháu mình hưởng nữa. Một câu một cốt gì là con cháu mình được hưởng hết hay bà ha. Các bà cũng tin tưởng hơn trên mà phải không? Ghét quá à. Thì ghê, từng này tuổi rồi đó, qua đây thăm các thi. Nói hâm hộ các thi, hâm mộ các thi. Mà tôi có cái gì đâu mà hâm mộ tôi. Chính mà ở trong phường đó nha, chứ không phải là ở tại là ở trong kẹt nữa. Là bà còn ở trong nữa. Ở vùng Quân Sáu Xã. Biết vùng Quân Sáu Xã rồi chưa không? À, không biết luôn á. Không biết luôn. Trời ơi, con nói thiệt bà, con ngu lắm, có đường á, dù mà bà nhiều cái bà nhắc con tên đường con chỉ đi tới đó thôi. Chào bà đi con, bà lên đây hâm nè, đó. Bé Ý. Bé Ý, bà có coi bé Ý không? Có. Nó lành lắm. Hai mẹ con. Hai mẹ con lành lắm. Đó mẹ ăn mày chui vô cái mặt mày. Con cười lắm gì kìa. Trời ơi, giống chó Bắc Kinh ghê không? Rồi, nói chung là vậy nè. Bà lại đây bà thăm con cảm ơn, nhưng mà điên lần này thôi, mới mốt đừng có đi nữa. Xa xôi. Hồi ơi không, bà đi được là đi hoài đó. Nhưng mà mới mốt là đừng có đi nữa, ở nhà đi. Hồi kêu con cháu nó qua đây nó mua được rồi. Bà muốn gặp chị mà chị nói vậy. À, muốn đi tung tăng hả? Qua đây mà ngồi nói chuyện với chị vậy là vui lắm đó. Bà bữa nào rảnh người ta lên đồ ra bùi viện chơi. Bùi viện á. Rồi ôi bay ba lắc vui lắm bà ơi. Con để mẹ nói chuyện với bà. Đó vô giọng vui lắm bà ơi. Đây ở đâu rồi? Đó. Nói chung là bây giờ bà đến đây rồi. Con cảm ơn bà nhiều nghe. Bà đừng có nói mến mộ con. Con không có gì đâu. Con là bà một con bd bóng bánh trắng trộn. Mà có gì đâu hâm mộ con. Con phải hâm mộ bà nè. Bà biết sao hâm mộ bà không? Tại bà lớn tuổi hơn con. Mà con biết 21 con còn sống được giống bà không? Đúng không? Bà 75 tuổi. Bây giờ trời ơi là trời, lớp mình ăn mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ rồi. Bây giờ con người mình mau tổn lắm. Cho nên mình không biết mà con được thọ như bà không? Con cầu nguyện sao con sống được 60 tuổi là game over rồi, vui rồi. Thấy không? Còn bà phải sống thêm nữa, bà phải sống thêm nữa để cho tụi con phấn đấu, mốt tụi con cố gắng sống cho khỏe, cho tốt bằng tuổi bà. Đừng có đi xì ke ma tí hút chích đi cái nọ. Còn muốn mốt chết sớm mà uổng cuộc đời, đúng không? Phải có sức khỏe trong bà vậy nè. Hồi đó bà là gái làng quê đúng không? Thì ghét quá ha. Ừ. 75 tuổi rồi mọi người. Phải không? 75 phải không bà? 75, sinh 45 rồi 75 còn gì nữa. 75 tuổi. Chị nhìn sao mà chị nói em má em gái làng quê gì? Chị nhìn sao mà chị biết? À, ông ý là mấy người lớn tuổi vậy nè. Là người ta thường thường mà người ta nói thật sự không biết diễn tả sao. Bà nói chuyện ra lại biết bà là người ở vùng mấy cái vùng mà gọi là miền Tây á. Đó mấy vùng miền Tây là biết bà giờ là dân miền Tây. Tôi ở trên miền Tây nữa, tôi ở Campuchia. Ghê không? Dạ Campuchia. Không, má em là người gốc Campuchia. Dạ. Về đây cũng lâu rồi. Bà hỏi gì? Cũng hội Việt Nam mình thôi. À, bà ngoại con cũng là người ở khu đó đó. Bà họ Danh. Người Campuchia là họ Danh. Campuchia là tôi là người Việt Nam. À. Cũng như cha sanh mẹ đẻ ở trên xứ đó ông bà cô bác ở đó. Vậy hả? Ở đất nước của người ta. Mà tôi về đây năm 70. À, rồi bà còn nhớ tiếng Campuchia không? Nhớ ít à. Nhớ ít ha. Bánh tráng Campuchia nói gì? Quên rồi. Không những ít thiệt luôn á. Ít thiệt luôn á cô, mấy chục năm rồi giờ cái mới đây còn quên nữa mà. Ok, cố gắng giữ sức khỏe đó bà. Bà con nói thiệt con mến mộ bà. Bà lớn tuổi mà bà từ cái chỗ quận 9 mà bà chạy qua đây bà chơi với con. Thấy không? Là con bà thăm con là con nói thiệt bà là quý vô cùng luôn á. Ở trong nữa. Trời ơi là trời. Ở trong phường. Má nó có uống rượu không? Không. Má mộ chi quá đỏ mặt. Trời ơi là bà có uống rượu không vậy? Không hả? Sao mặt quá bê vậy? Hay đi chơi bồ đà? Trời ơi gầu quá à. Rồi cuối cùng ai chở bà? Bà này chở bà hả? Con gái. Có chồng chưa? Chưa. Rồi bà nhiêu tuổi mà bà đẻ bà này còn trẻ quá vậy? Bà 75 tuổi bà này nhiêu tuổi? Út mà. Út hả? Bà có bao nhiêu người con? 6 người.
6 người, trời ơi chịu vui vẻ ghê nha. 6 đứa luôn. Rồi bây giờ bà đâu có làm gì đâu hả? Làm gì ở nhà? Nhà mừng cụ của mừng cỏ. Ờ giữ cháu nghe nè không? Thì ghét. Cảm ơn bà nhiều nghe. Có gì đâu cô. Gì con? Sao mà đấy? Giờ trứng ra không kịp thì mọi người mình cứ bán qua. Lấy ghế ngồi đi mọi người. Anh ơi, đứng lên nhìn nè. Cảm ơn VC nhà của anh nha. Anh muốn lấy con đó bà. Anh muốn vô mừng ruộng nhà con. Vậy mà cô nói cô không đẹp sao được. Tôi nói cô đẹp không chị. Bà dễ thương quá à. Thực sự mà bây giờ không cái giới trẻ mình không biết là được thọ tới được thời thờ được thọ vậy không? Thiệt luôn á. Giờ cầu mong cho bà sống thêm thọ nữa. Để bà có sức khỏe mới mốt bà về sống thọ nữa mới mốt bà đi thăm đứa này hay thăm đứa kia ha bà ha. Rồi ông còn không? Mất lâu rồi phải không bà? Mới đây hả? Mất khoảng bao nhiêu năm rồi bà? 2 năm giờ cũng mới quá hả? Bao nhiêu tuổi ông mất bà? 79 tuổi cũng thọ quá trời rồi. Tóc bà bạc bà còn thọ nữa. Thiệt con thấy mấy người bạc đi chăm tiên vậy đó. Ok. Đó, mình đứng sắp hàng dùm các thi nha mọi người nha. Ai sắp hàng thì các thi mới đưa phần nha mọi người. Nhiều khi em thấy chị bạo một thao xài mà đến khi tới tối thì mua bánh tráng chẳng đứng đợi xài, chỉ có cần người bào xài hôm qua bào phụ cho. À của chị mấy phần? Mấy phần 2 phần. Các thi bây giờ các thi không có cần, tại vì bây giờ trong nhà người ta làm qua làm lợi á, mà các thi bây giờ á đang cần người chia đá ra. Hàng á. Em bao xài được, em biết chia đá đâu. À chia đá về cưng đá cho. Có cưng tiểu ly dễ cưng. Cưng tiểu ly dễ cưng lắm. Anh này trước. Rồi cứ đưa lại cho người ta đi sao. Cho em 2 phần luôn. Cho chị này 2 phần luôn đi. Chị đi bà lão nè, cho bà chị 2 phần. 3 phần là 80 đó nha mẹ. 3 phần 80. Ok, cảm ơn nè. Đó. Bà gắng giữ sức khỏe, ăn uống kỹ lưỡng lại. Đúng không? Dạ không, con kêu đứng xếp hàng giùm cô nghe. À, khán giả chúc bà sống lâu 100 tuổi. Tội nghiệp lắm mọi người, từ bên quận 9 mà nằm trong phường nữa. Bây giờ từ bên bệnh chạy qua đây thăm các thi. Rồi nói hâm mộ tôi, mà tôi có cái gì đâu hâm mộ. Tôi là người phải nể lại bà. Bà từng lớn tuổi từng này rồi còn đi thăm tôi nữa. Mà trong khi đó tôi không đi thăm bà. Mà nói thật ra không đi thăm bà cũng biết bà đâu mà thăm. Tại tôi thấy cô, tôi hâm mộ cô. Thăm cô. Dạ. Cô đâu có thấy tôi đâu. Đúng rồi. Dạ, cái đó mới có câu chuyện con nói chuyện với bà đó. 3 phần 50 bà mẹ. Mẹ ơi. Gì con? Cái hàng kìa ngồi xem. Hàng nào, hàng nào? À, hàng cuối rồi đó, còn mấy hàng đầu kìa. Hàng đầu ngồi kìa. Hàng đầu áo trắng nè. Đó. Để tới hàng áo đen. Chưa tới. Chưa tới, em biết rồi, chưa tới, cái hàng của anh là chưa tới. Ừ, đó xuống dưới đi con, xuống dưới với chú đi con. Chưa. Mọi người đang đứng lên trên phương diện, em chưa mời mọi người á. Đợi con. Không phải đâu, thật sự em buôn bán á, em cũng dám có hàng để bán cho mọi người đại, mọi người đùa. Chứ em đâu, thật sự cái này là cái ý thức của người ta tự xếp hàng á. Chứ thật sự á, các thi á, đem hàng ra một đống vậy, các thi cũng muốn là có một số lượng bánh để bán chạy đều cho mọi người hết. Nhưng mà bây giờ bánh á, trên phương diện nó ra nó ít á, cho nên mọi người tự động người ta có ý thức là người ta thấy ai đến trước, cái vừa thấy bà đến trước tự động con ra đằng sau bà. Mà đến chiều ra là các thi đâu có kêu mọi người xếp hàng, đâu có kêu, tự động là người ta xếp hàng luôn, người ta chia đều ra luôn. Tại vì khách người ta có ý thức cao á, tự động người ta làm. Chứ các thi đâu, các thi lúc đó các thi chưa có ra, lấy đâu mà các thi kêu mọi người xếp hàng. Đó,
trên phương diện song song vào đó thì mọi người tự ngồi xếp hàng ra, rồi đến cái Cathy bắt cái đà xếp hàng đó đó, Cathy mới thấy mọi người đang đứng về, Cathy mới nói là thí dụ ai mà đi lộn xộn Cathy nói mọi người ngồi chịu khó ngồi xếp hàng với em để cho tới giờ đó đó. Cháu hả? Dạ không, chị nói à. Bạn trai chị mà em tưởng đâu là trai nè cháu. Nãy chị giới thiệu bạn trai chị. Nếu mà ông bạn trai tôi chắc YouTube rằng là chồng tôi hết á. YouTube này tôi hãm hết từ thằng luôn á. Con trời ơi sao con móc cất mũi vậy. Trời ơi là thấy ghét quá à. Thôi vô chồng lấy trứng ra đi. Rồi nè nó nghe nè, vì bà về ngay chỗ cái ghế ngồi cho bà có vô được dựa còn ngồi trộn ăn. Chứ ngồi đây mỏi lưng bà lắm con nói thiệt. Rồi đứng vậy. Ủa một lát nữa bà ngồi chơi đi, có phải là con bán xong con qua con ngồi chơi với bà. Rồi rồi rồi. Ơ nghĩa gì? Trời ơi là trời từng tuổi này đi qua thăm bà BD.